Hỏi chị đi. Yeah, xin chào đi, xin chào chị, xin chào Chay, xin chào cô chú đi con. Từ sáng giờ mẹ bận quá, mẹ với ba bận quá, không có quay clip Chay được. Bây giờ hiện tại là 12 giờ trưa rồi cô chú ơi. Mới cầm lên máy lên quay clip Chay chứ sáng giờ là ba Chay với mẹ Chay dọn dẹp. Đó, ba Chay đang xếp mền xếp gối nè. Dĩ chi gì, đó Chay thì chạy vòng chơi, Chay sáng giờ cũng phụ ba mẹ nhiều lắm. Phụ phá á. Baby. Yeah. Okay, look. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head. Toe mẹ đâu? Toes đâu? Toes mẹ đâu Jay? Jay? Oops. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Toe đâu? Nào. Ủa trời tự nhiên nhỏ mày không sao? Mày muốn gì nó mày nghe coi. Mum mum hả? Mum có mum. Mum mum. Lại mẹ là mẹ phải làm mum mum mà chứ còn mẹ không có cho. Mẹ không có cho được con được gì hết. Mẹ chỉ cho con mum 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 thôi. Không mẹ miếng ở đây, không mẹ miếng ở đây. Ô trời thương má. Đó đó. Bây giờ là 12 giờ. Mấy ta? Đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa. Chay bữa nay Chay ngủ dậy lúc 9 giờ rưỡi sáng cô chú ơi. Ăn uống xong đầy đủ rồi Chay chơi rồi, chuẩn bị là nửa tiếng đồng hồ nữa Chay đi ngủ trưa lại. Bữa nay chút nữa là quay Chay ngủ trưa cho cô chú coi ha. Cô chú nói là quay lúc mà Chay ngủ để chừng nào nó ngủ say say đi Ngọc vô còn quay cho coi. Ồ mẹ cảm ơn con nha. Giỏi. Nè con lại đây mẹ cho con nè. Con lại đây mẹ cho con nè. Con ạ mẹ chưa? Ạ mẹ chưa? À. Đi đâu á? Ready? 1, 2, 3. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Toes á, toes của Chay đó. Toes mẹ đâu? Ơ chay. Your toesies. Trời ơi, tập thể dục coi. Baby, sit up, do the sit up with her. Okay, ready? Okay. Nè, bây giờ là tập thể dục với ba nha. Ba chuẩn bị tập thể dục với ba nè chưa? Ready? Okay, one. Ngồi lên. One. Oh, good job. Okay, back down. Two. Oh, good job. Yay, okay, again. Three. Oh. Okay, again. Four. Boom. Oh. Oh, cô chú thấy Chay tập thể dục giỏi chưa? Giỏi quá. Em chay của mẹ em ơi. Paradise của mẹ em ơi. Em sikula của mẹ em ơi. Em quẩy quẩy của mẹ em ơi. Cái phiên bản em chay của mẹ em ơi đã được gì đó tái chế thành những phiên bản đúng rồi, bây giờ sức lô xanh cho cô chú coi. Bây giờ sức lô xanh nha, giờ sức lô xanh không? Sức lô xanh nha. Ủa bây giờ con muốn vậy? Muốn này hả? Rồi, rồi ngồi xuống sức lô xanh. Sức lô xanh. Sức lô xanh ra chưa? Để mày dựng cái camera xuống rồi sức lô xanh nha. Mình sẽ dựng cái camera xuống rồi con sức lô xanh cho cô chú coi nha. Rồi. Đây. Rồi, sức lô xanh. Đây mẹ kéo tay lên. Okay, đưa tay này đây. Rồi mẹ kéo tay lên thì mới sức lô xanh vô tay được chứ. Cô chú coi chơi sức lô xanh này nha. Rồi, sức lô xanh đâu? Để xài tay ra cho mẹ cho. Rồi, sức lô xanh đi. Sức đâu? Sức ở đâu? Sức cái mặt nè, sức lên mặt nè. Sức lên trán nè, sức lên tay thoa nè. Rồi sức sai sức cho cô chú coi coi. Đúng rồi. Ủa, bạn của ba vô kìa. Sức lô xanh đó cô chú. Chay biết sức lô xanh đó mà sao nay Chay làm biến á, thường thường là tắm xong là đòi mẹ sức lô xanh liền à. Mà nãy giờ đâu có tắm đâu, sức lô xanh hết Chay. Giờ nó nghe có khách rồi, nó chạy xuống nè. Rồi sao, quay cái đít xuống. Hôm qua mẹ chỉ con sao? Con như vậy là con té rồi sao? Giỏi. Lỡ mà tôi trượt tay là ché túng cái tủ luôn á.
Ra có ai vậy? Because I got some stuff from my GM when I was working there. He was like, it smells horrible. Trời, nó nghe người ta nói chuyện á, nghe người ta nói chuyện nó cũng nói theo đó. Oh yeah. You go throw your stuff in the bag. So, I had to run pick up a couple more things. Nói chuyện là làm quen. I got a bunch of free samples from the kind of shit I've been wearing from the summer. They give a little Adam's polish free samples. Té con. I probably collected probably how many free samples. Đây nè cô chú ơi. Bye bye chay nha, mẹ đi nha. Đó cô chú thấy chưa, chay bây giờ chay ngủ rồi mà mẹ vô mẹ quay chay cho cô chú coi mà mẹ thấy chay nằm trên mấy cái con đó mà mẹ gỡ ra mà nó thấy mẹ nó vẫn ngủ luôn chứ đâu có la khóc gì đâu. Buồn ngủ lắm mà thôi bây giờ Ngọc cũng nằm Ngọc nghỉ ngơi chút xíu đây. Hi Chady, hi, con mới ngủ dậy à? Có ngủ vậy có ngon không? Có nói mẹ nghe đi. Trời ôm em nữa hả? Con chào cô chú chưa? Ôi trời mẹ bồng mẹ chương. Ôi trời mẹ chương em. Ôi trời ơi. Trời con ngủ dậy cái đầu thấp kìa. Ôi sao? Sao? Nói mẹ nghe coi. Con ngủ dậy có ngon không? Con nói ạ. Con nói ạ. Trường má à, nãy giờ con... Ghê gì vậy? Hồi nãy rồi con ngủ mẹ nớ con ghê luôn á. Con ngủ có ngon không? Con nói mẹ nghe đi. Gì? Cá hả? Hả? Con nói đi. Cá. Em con đâu? Nãy giờ em ngủ với con á hả? Dạ mẹ đi. Không mẹ miếng. Sao? Cho cá ăn hả? Hôn mẹ miếng đi. Vâng. Trời ơi, cho cô thương má. Thương má gì hôi luôn á. Trời ơi, mẹ thương em quá. Ăn cháo. Trời ơi. Trời. Ôi, thương má. Nãy giờ em ngủ mẹ nhớ em quá đi hôi á. Trời. Con chào cô chú chưa? Hello cô chú đi. Nói con chào cô chú, con mới ngủ dậy nè. Con ngủ từ hồi lúc 12 giờ rưỡi, bây giờ là 4 giờ chiều. Rồi đi đây, xuống đây em đi đây. Sao? Vậy đó hả? Mày xảy thật thể, thật thể, thật thể, thật thể. Thương má rồi. Mà giờ con có mâm mâm không? Con gặp mẹ là mâm mâm hả? Hả chay? Gặp mẹ là chỉ có mâm mâm thôi, gặp ba là chơi, còn gặp mẹ là mâm mâm. Gì vậy? Nói gì vậy? Đây, có em ngủ nè, cô chú, có em ngủ đầu tóc, em bú xù luôn nè.
đứng lên con. Ôm em hả? Con ôm em hả? Nãy em ngủ với con hả? Thương em quá thôi á. Ngồi dậy. Ngồi dậy đi con. Dậy đi. Cái đầu tóc nè, nó bu xù nè. Ôi trời ơi, làm gì vậy? Tự nhiên nằm dưới đất luôn à. Làm gì? Chịu nổi nó không? Chịu đời nổi nó không? Mông mông nói mẹ nghe coi. Trời ơi, con cá mắc cạn kìa. Con cá mắc cạn kìa. Con cá mắc cạn. Con chơi làm gì? Con chơi push up hả? Ngồi dậy đi con. Trời đất ơi, nằm luôn dưới vậy hả? Thương quá. Trời đất ơi. Trời ơi, thở mạnh không? Lấy nó ra coi, Lấy nó ra. Ngồi thôi, ngồi dậy đi. Bồng em dậy đi chứ sao bụng dục em dưới đó. Bà cố nãy bà gọi mà con ngủ đó chơi. Hồi nãy bà cố gọi á. Bà cố hả? Bà cố 3 giờ bà cố gọi, bà cố hỏi chơi đâu rồi. Con nói chơi ngủ rồi cố ơi. Giờ có bà cố cúp máy luôn. Bà cố nói thôi chơi ngủ thôi, không nói chuyện nữa. Bà cố đâu thèm nói chuyện mẹ đâu, có nói chuyện chơi không mà. Coi nè. Ăn này giờ chờ chơi chút cái mình mâm cái mẹ tắm cho con nha. Nha. Dạ đi con. À. À em dậy đó cô chú. Dạ hết vui rồi. Hết vui rồi. Giữ tay hay quá. Baby, get closer to her face.
I think she's done with laughing. No. Yeah. No. Nữa hả?